Chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn cơm nha. Đây, rau luộc với trứng hột vịt chiên cả nhà. Hôm nay mình chấm với mắm nha. Mắm dầm, tỏi, ớt. Đây là cơm. Cà nâu luộc cả nhà. Mắm này mắm tôm. Ngó qua luộc. Cà nâu nha cả nhà. Đó, nóng quá. Wow. Học dịch gì? Ừ.
Tỏi ớt. Bà bye bye. Cả nhà yêu thích thì nhớ đăng ký kênh nha cả nhà. Mình cảm ơn nha. Cảm ơn các bạn nha.